Rồi hôm nay con đi chuyện con đi xúc cáp. Đi theo mẹ không? Đi bộ. Đi bộ. Buổi chiều thì quán cà phê đây nó nghỉ nè mọi người. Nó sẽ dồn lên trên quán cà phê trên nóc tầng 19. Đúng không em? Tầng 19 đúng không? Ừ, tầng 19. Đây, đúng rồi mẹ nè. Con nó tay ba. Đi bên anh hứa bên nào? Đi bên kia kìa, đi qua đường bên kia kìa. Đi một hồi băng qua đường thì bây giờ hai mẹ con đang đi trên công viên bãi trước. Đây là công viên bãi trước các mọi người. Kìa, kia là những cái dàn đèn ở phía kia kìa. Thành phố mới đầu tư cái dàn đèn đấy. Đây là chẳng phải chúng ta vào trang nữa. Ít hơn ở Sài Gòn. Nói chung là cứ thế kìa. Cái này nó cả cá. Nước anh lên mai còn hai trên này. Trên này nó sâu nên là còn lâu mới lên. Đi dép vào đây con, cầm dép vào đây. Đi lên đây ngồi nè con. Cầm đồ lên đây ngồi con.
Đúng rồi, ngồi ở đây. Rồi, cầm đồ lên. Dạo rất là thích. Này gọi là nước lên nha, nước lên rồi. Rồi con chơi cát đi, con chơi xe cát rồi con đi.